đầu bà kìa. Tôi nói bà hát nó thiếu bơ thôi là thành chim cút chiên bơ. Cái gì vậy là bà nói? Con này con gà nè, con gà to. Con chim cút gà to nè mọi người ơi. Nhìn cái là đói bụng rồi đó Vi. Ừ tôi cũng đói thiệt á. Nghĩ vậy bà giống tôi dữ. Yeah. Hai đứa cùng đói. Rồi lấy gì ăn? Ăn cái con cá mập trên đầu bà nè. Ý không được. Cái này là nó ăn bà chứ bà không ăn nó được không? Ừ đó bà thấy nó đang kẹp đầu. Đúng rồi đúng rồi. Ông ấy kiếm kìa lính lính. Nói bụng đứng ra ngoài kiếm cái gì đó ăn không à? Ôi, vậy thì đừng có đang đói kìa. Ủa, đang đói bụng hả? Vậy em ăn anh đi. Biến thái. Trời ơi, tránh ra đi, bây giờ có cho tôi đi không? Không, anh không cho tụi em ăn mà tụi em không có cho anh đi đâu. Đúng rồi đó. Ủa, cái gì kỳ vậy? Tự nhiên ăn uống thì tự đi ăn đi chứ tự nhiên kêu tôi vô làm cái gì? Thì tại nhìn mặt anh cái tụi em đói bụng ghê anh ơi. Thế là bắt đầu năm đó anh... Ai ăn đi, tụi đi ăn đi, trời phiền phức quá, tích ra. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Đúng vậy, giờ sao nè? Ăn chứ sao nữa? Ăn chứ sao nữa? Đây nè, đó, mút màu vẽ giấy giấy gì đó, muốn làm gì đó làm đi. Lẹ cho tôi còn đi ăn nữa, đó bụng quá rồi. Ủa anh chứ đâu phải vẽ đâu anh. Ừ, anh chẳng lẽ anh cho em ăn mút màu. Thì tụi em muốn vẽ mà, tụi em muốn vẽ gì đó tụi em vẽ lại đi. Thôi, vậy đâu còn thử thách đâu, anh phải đưa đồ ăn cho tụi em vẽ đâu chứ. Muốn vẽ đồ ăn để ăn chứ gì? Yeah. Anh còn cái bánh trung thu hồi năm ngoái tới giờ chưa ăn, để anh lấy ra cho tụi em vẽ nghe. Rồi cái đó lên mất hết rồi, đâu có ăn gì đâu mà vẽ. Há bụng sao anh ăn gì? Lộn, mới mua hôm qua. Đây. Ủa có đồ ăn giấu. Nguyên cái hộp chất lượng quá nè. Nhưng mà bà Bê thích ăn bánh trung thu đậu xanh hơn. Rồi anh đổi cho cái đậu xanh. Đổi cái đậu xanh lên đi. Trời, hai bà này ăn miễn phí còn đòi hỏi nữa. Không được, hay là anh nghĩ cho ăn. Đúng rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ừ. Ý mà như bà quên gì vậy bà Linh ơi. Chào. Quên mọi người ơi, nói chung là hello, xin chào tất cả mọi người. Chào đón mọi người đã quay trở lại với Linh Off The Shop. Thì trước khi vào clip này thì mọi người nhớ cho hai bé một like, một subscribe nha. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi hai tụi tôi ra clip nữa đó. Đúng rồi đó. Và trước khi vô clip thì mọi người hãy nhớ các bạn nhấn Facebook Nguyễn Linh. Đó thì ghê chưa. Còn đây là Facebook Nguyễn Phạm Tường Vi. Coi live stream với lại thả tim hàng ngày mọi người. Đó. Ok, còn bây giờ mình sẽ dễ cái bánh trung thu này mọi người nó được ăn. Ai dễ đẹp hơn được ăn nha. Này dễ lên lên chỗ dễ hình tròn cho dễ cái bông hoa nên thôi. Đâu có đơn giản cái gì được. Thì bánh trung thu. Bánh trung thu thôi. Đó. Cái này anh sẽ ăn trước. Vậy tính ra mình còn có 1/4 cái bánh hả? Trời ơi trời, có chút xíu. Không, 4/1 á. 4/1 có là sao mình nói. Ai biết. Nói chung là cái sao mất hết miếng rồi. Mất hết miếng rồi. Còn cái này sao ta? Bánh làm gì? Này làm gì? Cái này á là mẫu, ví dụ tụi em khó vẽ quá tụi em có thể cầm lên để nghiên cứu cho nó dễ hơn. Nhưng mà phải vẽ là vẽ cái bánh như thế này mới được. Ủa chứ tôi nghiên cứu rồi mà lên nghiên cứu gì trong đó một. Làm gì đó? Làm gì? Thì tính là nghiên cứu coi trong đây có mấy phần, có mấy miếng đồ ăn để mình vẽ cho nó kỹ mà. Thì giờ ta chịu vẽ tượng trưng giống giống rồi đồ gội, đâu cần phải vẽ từng cái hạt mè đâu. Yeah. Trời đất ơi. Giống cái nhà vậy. Giống cái nhà, phát họa giống cái nhà vậy bà nội. Cái hình phần trăng khuyết á. Rồi. Vẽ sao ta? Vẽ hình tròn với hả ta? Bên đây. Theo góc nhìn của bà V thì nó sẽ nằm vậy. Rồi xong cái sao nữa ta? Bí mình. Bí rồi. Khó vẽ quá mọi người. Nhìn này giống như cái nón đội trên đầu vậy bà nội ơi. Không có giống bánh trung thu. Tại tôi đi kỹ ta. Thôi tôi sẽ vẽ đẹp hơn bà là tôi ăn cái này. 5 minutes later. Trời đất ơi, hai cái bà này nãy giờ vẽ có cái bánh trung thu không mà nãy giờ mất hết cả cuộc đời của tôi luôn rồi. Sao rồi? Mà sao tự nhiên thấy vô trong nhà ngồi vậy, đổ bách rau hả? Ngoại mưa quá anh ơi. Anh cho em ngồi ngoài mưa anh nấu. Người nào mà vẽ gần đông nhất người đó sẽ ăn luôn cái bánh trung thu. Yeah. 2, 3. Ý lộn, ngược. Thôi trời. Sao hai bà vẽ cái bánh trung thu mà tôi nhìn thấy tôi biết là cái gì luôn á. Khó vẽ quá à. Giống hình bông sen nữa. Ở đây ở xung quanh nó có bầu bầu nè, thấy không? Cũng bầu bầu nè. Có viền viền á. Ở đây là hình giống như hình tam giác bị cắt ra. Ở đây bị cắt ra miếng nè, có chân muối luôn. Có những cái hạt ra, hạt dẻ, hạt gì đó em biết là em dẻ lưu đại luôn đó. Được, ok. Rồi tới bạn kia. Nè em dẻ đại nè. Tờ mấy chân trâu hay gì? Chân trâu được đen. Bánh trung thu nhân chân trâu hộp lộn. Tôi đem đi cái
ta nhân trứng muối hạt đều rồi, tự nhiên bà đi vẽ chân trâu hạt lựu. Thôi vậy là bà thua rồi, vậy là Linh là vẽ gần đúng nhất. Linh chiến thắng. Yeah, là bây giờ liêu liêu. Trời ơi cái trứng muối nè, hạt sen rồi hạt cho vẽ hạt đều gì luôn ha. Mà trứng muối ngon quá à, thơm vậy. Ủa chứ không phải bà thích ăn chân trâu hả? À trời, thì mua bánh nó ăn cái này đỡ cũng được. Ăn cái này cũng ngon. Thơm 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 thơm, một bánh nướng mọi người biết. Xong chưa ăn quá. Trời ơi, từ từ. Mới uống miếng nước rồi làm gì thấy ghê vậy? Cái nước ghê vậy, kiếm cái món nước mà cho tụi em vẽ đi. À, uống nước không? Đây nè, sẵn cho nước suối đang uống còn miếng nè, hai đứa em uống luôn đi. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy trời? Cho vẽ đồ mới. Bình tĩnh. Đây, nước tăng lực Red Bull, hiệu hai con trâu màu đỏ. Trời ơi, hai em mà vẽ được cái này xong uống vô bảo đảm tăng lực liền. Trông đúng rồi, khỏe bánh ngon rồi mà nói ơi, vẽ. Sao lẹ sao mọi người. Baby, con bò, con trâu, con dê, con tê giác. Này con bò đỏ. Bò hút, đúng rồi bò hút. Nhưng mà tôi thấy cái chai nước này của Thái Lan là chữ Thái mà sao vẽ bà nội ơi. Sao viết được anh rồi. À bây giờ sẽ phát họa cái nắp chai chứ nè bà nội. Đó nắp chai nghiêng. Màu xám tròn tròn quay tròn quay. Cái chai người ta dạy thòn chứ kêu tròn quay tròn quay. Chết rồi cái chai quẹo neo. Hình vuông mà. Hình vuông. Quẹo neo. Quẹo rồi. Quẹo đó bà nội ơi. Chữ này dễ giống chai gụ quá vậy. Cái đít bọc bọc nha. Yeah. Nhìn là biết thua rồi đó. What? Không đâu, lỡ ta ông nào ở cái thích mập mập sao. Nhưng mà cái chai của người ta màu nâu, màu xanh, bà chơi bà vẽ màu xám rồi không, cái biển xé. Cái biển xé mà nãy ai ơi. Thua rồi. Không được thua. Không. Dễ ta. Trời ơi, cái vòng 2 này cái mẫu vẽ hơi bị khó nha, không có dễ đâu đó. Bây giờ trọng tài sẽ đếm từ 1 đến 3, hai người cùng dở một lúc nha. 1, 2, 3. Ủa, cái gì tập lâm vậy? Bò hút hay bò cùng? Ủa vậy sao vậy anh? Không thì mọi người comment đi coi bò hút hay bò cùng. Kêu cái này là bò hút hay là bò cùng. Bạn nào bò hút thì comment bò hút, còn bạn nào bò cùng thì comment bò cùng. Để lên dưới video coi bò hút hay là bò cùng. Vậy đi cho dễ. Ủa nặng như cái chai em hơi mặt không? Không, cái heo nữa nè. Dính nữa rồi. Anh phải vẽ con này nè, bé béo phì ngấn mỏ luôn nè. Con này nó có hai cái bụng nữa nè. Vẽ con gì bà? Con heo với con cừu. Ủa cái này người ta con trâu thì vẽ con heo con cừu là làm sao? Tại vì phát họa ra ấm tới mà nội ơi. Trời. Đó cái bức vẽ của bạn Linh nè, ốp thon dài theo luôn rồi, y chang với mẫu vẽ cũng 9/10 luôn rồi. Anh thấy hai con trên đây nữa nè. Ồ. Ủa bi không có nè. Đó. Anh cái nắp bi nó mất bi của anh. Thiếu chi tiết quan trọng. Người ta chai có nắp là chai mới. Yeah. Còn cái chai mà mất cái nắp có nghĩa là chai cũ uống rồi. Yeah. Bởi vì bà thua luôn đi. Không được uống hả? Chứ sao? Đó, bây giờ mình xem đập hộp. Ủa đập chai. Lật lại. Rồi tôi tặng cho bà cái nắp. Để nữa mùa thi sao nhớ cái nắp dễ vô để thắng giải nha. Kì vậy. Trời ơi, đúng là bò cũng có khác. Ủa mà còn vòng tiếp theo mà anh? Còn chứ, trục chơi tới 3 vòng lận còn vòng cuối. Ừ. Cố gắng lên. Tập trung đi. Nãy giờ tao đang tập trung mà mình đang tập trung. Bắt đầu vòng 3. Đây là vòng cam go và đặc biệt nhất của đêm hội ngày hôm nay. Ngày hội anh ơi, đêm đầu đêm. Đêm hội gì? Hai bà thi cái gì đâu mà từ ban ngày cho tới bây giờ nè. Tối thui luôn ban đêm luôn rồi. Món đặc biệt mà hàng ngàn khán giả đang mong chờ chính là sushi. Cha mẹ ơi, tới 5 cục lần. Ăn cái này no lâu lắm luôn á. Đó, dễ cục ra đầu tiên là cục thanh cua nha mọi người. Đó, thấy ghê chưa? Màu cam liền. Mình dễ cái hộp chứ hả? Rồi, xong cái hộp. Cái hộp đựng. Không, tí vì dễ cái hộp sao. Đó, mình vẽ cái hộp nó, thấy không? Bà thấy tôi chưa? Đó, thấy ghê không? 5 minutes later. Xong chưa? Xong. Rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3 lên vậy, khoe mẫu vẽ nha. 1, 2, 3. Trời ơi, vòng cuối hai thí sinh của chúng ta vẽ rất là đẹp luôn. Trời ơi, trang mẫu vẽ luôn nè. Có đẹp không mọi người? Tôi thôi bây giờ mỗi người tự trình bày về cái bản vẽ của mình đi. Ok. Đây thì em vẽ cái sushi trứng. Trứng. Đó, nó có mấy con biển đi ngang qua đó. Còn cái này là cái cá tôm. Ủa, cá. Cá người đó, cái thứ cá là mọi người đó chữ V nha.
Còn này là cái sushi trứng cá hồi màu đen. Là cái bông cúc nãy vẽ hơi xấu. Ủa, cái bông cúc của người ta chạch dành gì sao bà vẽ không thấy đâu vậy? Nãy đè lên không kịp nữa, em đợi màu đen hết. Trời đẹp. Đây là que, cái này là thanh cua. Thanh cua là cái này đây. Đó, hả, thanh cua. Còn đây là rong biển, bông nè anh. Ở bông biển đó nè. Đúng rồi, rất là rõ ràng luôn, cái bông thì hiển thị lên như vậy. Cái này là cá hồi, cái này là trứng. Trời ơi, bây giờ hai cái này mười mươi khó chấp. What? Gì vậy? Nhờ em vô chấp điểm cho anh hai bức tranh này. Yeah. Nào để thấy em ôn miên nữa. Trời ơi, hai bức tranh này dễ giống quá. Ừ, giống không? Đó. Giống không? Đó. Hai quề đi. Quề à? Ừ, vậy thì quề đi. Ủa vậy quề, vậy này ai ăn ta? Thì đúng rồi, hai đứa em quề thì cái này là của trọng tài ăn. Yeah. Ủa, đâu nghe vậy? Công mình dễ nãy giờ. Ừ, phải chia đôi quề nhau. Ừ, quề vậy để em cái lên ăn. Gì cây vậy? Chia đôi. Chia đôi. Trời ơi, cái trứng này ngon lắm. Trời đất ơi, cũng dơ hồi nãy. Ngon. Không, hả? Hả? Hàng xe đủ gia vị. Cảm ơn. Được, ông này là được nè. Ủa đây nè, mọi người, cái bệnh này là bệnh nước tương nha. Bệnh này là bệnh sao bì. Ủa, giờ sao đổ hôm nay, nhanh lên đổ hôm nay. Vậy đây nha anh ơi, cái tiểu đó. Hốt ăn đi. Ủa cái này wasabi tươi lắm nha bà nội luôn đó. Hơi bị cay nha. Cái gì mình bóc ăn tiếp hả ta? Ăn thì có ăn bóc. Cái đũa. Trời có đũa luôn. Phải ăn rồi vệ sinh thực phẩm mới được. Nữ hoàng bánh chén. Thanh niên cứ đảo qua đảo lại như mùng mai. Ghê quá bà nội ơi. Hút mồm chứ mé. Ăn. Yeah. Trời ý đó. Cụng. Trời. Ngon. Có nước tương ngon ghê á. Nước tương qua thay bì mọi người. Anh chơi mượn anh cái chai Red Bull uống miếng nước khát nước quá. Hả? Kể từ chia cho miếng nha. Ok. Mày tốt nha đó mọi người. Trời ơi, cái này là uống giấy mà nội ơi. Ăn giấy xong rồi cứ uống sao. Thôi đi, đừng nói tới kỹ à. Trời ơi. Anh ơi, hứa thôi. Anh vừa thôi bé. Đó, tối anh cho nó mập. Khoan, chào mọi người cái. Anh tiếp. Ok. Vậy thì Linh với My cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Nếu như mọi người có thích clip này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho Linh My nha. Bye bye.